sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tiểu thuyết Kẻ làm người chịu Của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh Người đọc Thái Hoàng Phi bà tổng nghe con nói bà nói nữa rằng nè con con còn khờ dại con không biết để má nói cho con nghe thầy con tuy mất rồi mặc dầu nhưng mà nhà mình đây là nhà danh tiếng chứ không phải tầm thường con là con ông tổng gia tài của con đây dẫu ngày sau con có chia cho chị hai con đi nữa thì phần của con vẫn còn nhiều lắm mà con phải để cho má kiếm chỗ xứng đáng hoặc là con ông hội đồng quán hạt hoặc con ông đốc phủ hoặc con ông phủ má nói má cưới cho con chứ con cẩm dân á má nghe chị hai con nó nói, nói uh, nó có ít căn phố lầu gì đó mà thôi lại là, là con chệt khách con cưới vợ như vậy coi sao cho xứng người ta là con ông ban mà ông ban cũng là chệt chứ gì thì ông tổng cũng người việt nam vậy con muốn rồi con nói nghe kỳ cục quá Ông ban khác ông tổng khác chứ Cũng người ta vậy chứ khác giống gì Cũng là người ta mà đều khác Thôi con hỏi má Vậy chứ má chê cẩm dân tại sao đâu Má chê nó một là con chệt Hai là tại nó lịch sự Má sợ nó không tử tế Thế kệ Má cứ đại cho con đi Tử tế hay là không tử tế mặt con Không được đâu con Việc vợ chồng là việc trăm năm con đừng có nói liều mạng không nên đâu con biết mà má nói lăng xăng mà thiệt ý má muốn kiếm con nhà giàu có sang trọng má cưới chứ không có chi lạ đó chị hai đó hồi trước thầy cũng tính gả chỉ cho con nhà giàu có sang trọng nên bây giờ chỉ mới vậy đó tổ nhà châu mày nói rằng em đừng có nói quấy phận chị khác phận em khác so sánh sao được chánh tâm đứng dậy ngoe ngoẩy bỏ đi lên lầu bà tổng thấy ý con quả quyết bà khuyên giải không được nên bà ngồi buồn hiu bà suối tố nga phải lập thế mà an ủi đừng để chánh tâm buồn rầu vì chừng ấy mà bà cũng còn tưởng hễ nói riết thì có lẽ chánh tâm phải siêu lòng không cần cố đến cổng dân nữa nào dè ý của chánh tâm cứng như sắt tình của chánh tâm nặng như đá tối lại tố nga lên lầu mà chơi Nàng chưa dở chuyện ấy ra mà nói Thì chánh tâm đã khởi đầu nói rằng Nếu mẹ không nói mà cưới cẩm dân cho chàng Thì chàng sẽ bỏ học Mà có lẽ chàng bỏ nhà mà đi nữa Bởi vì chàng không được kết tóc trăm năm với cẩm dân Thì chẳng còn trông mong chi nữa mà học Chẳng còn vui sướng chi nữa mà ở nhà Tố Nga đem sự buồn rầu thất chí của em Mà tỏ lại cho mẹ nghe Bà Tổng có một đứa con trai Nên bà cưng Bà thấy con buồn rầu Bà nghe con thất chí Thì bà lo sợ bởi vậy tuy ban đầu bà chống cự Mà lần lần trong ba bốn bữa Rồi bà siêu lòng Bà hứa chắc bà sẽ đi nói cẩm dân Mà cưới theo như ý con muốn Cách vài ngày Bà tổng biểu tố Nga dắt bà vô nhà cẩm dân Trước bà coi bệ ăn ở của nàng ra thế nào Sau bà làm quen với cô ba hài Rồi bà sẽ nói chuyện hôn nhân Cẩm dân tuy không rõ ý bà tổng Xong nàng thấy bà vô nhà Thì nàng mừng rỡ vô cùng Nàng lăn xăng lít xích Trải chiếu bông mới khui thùng trà ngon lựa bữa cao dày lau chén nội phủ mà đãi khách cô ba hài cũng niềm nở lắm cứ theo khen bà tổng có phước trong nhà có đủ con gái con trai bà tổng ngồi nói chuyện mà mắt bà láo liên ngó cùng trong nhà không sót chỗ nào hết cẩm dân đã ra nhà bà mà chơi nhiều lần rồi tuy vậy mà bà cũng hay liếc ngó nàng hoài dường như thổi nay bà mới gặp nàng lần thứ nhất tố nga ngồi chơi với cẩm dân một hồi rồi nàng muốn để cho mẹ nói chuyện với cô Ba hài cho thông thả, nên nàng xin phép mẹ và rủ cẩm dân đi chợ mua đồ. Hai nàng đi rồi, cô Ba hài mới nói rằng: Hai chị em nó ưa nhau quá. Hễ hey, cô hai vắng vô chừng hai ba bữa, con cháu tôi nó nhắc nhở cô Hoài. Con hai tôi nó ưa con cháu trong này chẳng nói làm chi. Thậm chí thằng Ba tôi nó cũng ưa nữa mới báo cho chớ. Á à, Cậu ba cũng theo cô hai vô chơi mấy lần Cậu cũng vui vẻ quá Tại nó vô ra Nó thấy con cháu trong này rồi nó phải lòng Nó cứ biểu tôi phải nói mà cưới cho nó Bất nhân quá Nó còn học một năm nữa mới ra trường Bây giờ cưới vợ cho nó rồi làm sao Cậu còn học thì phải để cho cậu học chứ Tôi cũng nói như vậy đó Tôi đã nói hết sức mà nó không chịu cứ sòng sòng quyết mộ phải cưới vợ cho nó tôi có một mình nó là con trai tôi cưng nên nó đóng đảnh quá tưởng còn lâu chứ có một năm nữa mà gấp làm chi tôi nói hết sức mà không được nó nhất định hễ tôi không cưới vợ cho nó thì nó bỏ học rồi cũng bỏ nhà đi nữa cô ba hài cười bà tổng thêm một miếng trầu mà ăn rồi bà nói nữa rằng bởi ý thằng nhỏ tôi nó muốn con cháu trong này quá Vậy nên tôi vô thưa với chị coi được không Con cháu ra nhà chơi thường có lẽ nó cũng biết Nhờ trời Phật phù hộ nên tôi có đủ cơm ăn Ruộng đất của tôi ở dưới trà vinh Mỗi năm tôi thâu quê lợi cũng được vài chục ngàn giá Chị cũng hiểu rường sức tôi như vậy Mà thằng nhỏ tôi nó học cũng khá Nếu tôi kiếm chỗ quan quyền giàu có lớn mà nói vợ nó Thì thiếu gì chỗ tử tế họ gã cái này cũng tại trời khiến duyên nợ của nó. Nó thấy con cháu trong này nó phải lòng. Tôi nghĩ ôi thôi nó đành đâu thì tôi cưới phức cho rồi. Làm vậy cho nó khỏi buồn rầu. Chứ chỗ nó đành mình không chịu. Mình đi cưới chỗ nó không muốn. Rồi vợ chồng nó cắn đắng với nhau càng khổ cho mình nữa phải không chị? Cô ba hài hồi nãy thì bãi bùi vui vẻ lắm. Mà chừng cô nghe bà tổng nói tới việc hôn nhân thì cô đã hết vui mà lại có sắc buồn cô cũng cứ ngồi đó Nhưng mà cô không trả lời Bà tổng nhai trầu nhóc nhách một hồi Rồi bà nói rằng à, Con cháu nó mấy tuổi uh, Tuổi gì vậy chị Nó tuổi mẹo 18 tuổi từ Tết tới giờ Ừm Hằng ba tôi nó tuổi dần Nếu vậy thì nó lớn hơn con này một tuổi à Con cọp với con mèo không xung khắc gì hả chị Cái đó tôi không hiểu Sao Việc tôi nói đó Chị tính sao Xin chị cho tôi biết coi Cô ba hài ngồi trầm ngâm một lát Rồi cười mà đáp rằng à, Chị có làm chiếu cố đến vì cháu tôi Chị không chê vì cháu tôi nghèo hèn Nên chị muốn nói mà cưới con cháu tôi cho cậu ba Thiệt vì cháu tôi cảm tình chị lắm Cháu tôi mà nó được vào làm dâu nhà chị Thì nó có phước biết chừng nào Ngặt vì nó là vốn con chệt khách không biết lễ nghĩa chi hết đã vậy mà cha mẹ nó khuất sớm không ai dạy nó nấu nướng mai giá nên mọi việc trong nhà nó bạch tuột hết thảy tôi sợ nó không xứng đáng vào nhà chị mà không đủ sức làm dâu nhà chị nữa ừ, chị nói khiêm nhường chi vậy tôi biết nó lắm mà nó có nói chuyện nhà của nó cho con hai tôi nghe hết rồi tuy cha mẹ không để ruộng vườn cho nó xong cũng có năm căn phố lầu Vậy cũng khá chứ nghèo là sao Còn công ăn việc làm thì nó cũng biết theo thuộc với người ta Vậy cũng là giỏi lắm chứ Chị đừng có ngại Không sao đâu Bây giờ nó còn có một mình tôi đây Nên quyền gã bán thiệt về phần tôi liệu định Tuy vậy mà cháu nó đã lớn rồi Lại tôi là gì chứ không phải là mẹ Nên tôi không dám ép nó Vậy chị nói như vậy thì hay như vậy Để tôi hỏi lại nó coi chớ nó đành thì tôi gả còn như nó không thì thôi chắc nó ưng mà có lý nào nó chê thằng nhỏ tôi hay sao nó đâu dám chê tôi sợ nó nghĩ phận nó con chợ thấp hèn quá nó không dám đèo bồng trèo cao chứ thôi chị hỏi lại nó rồi bữa nào rảnh chị ra nhà tôi chơi hay là con hai tôi nó vào trong này chị trả lời cho tôi biết cũng được hai bà nói vừa dứt chuyện thì hai nàng đi chợ vừa về tới cẩm dân xách hai ba gói bánh trong tay nàng bước vô rồi kêu con ngó lấy dĩa ra mà sắp bánh nàng bưng lại một dĩa mà mời bà tổng với cô ba hài ăn còn một dĩa thì nàng để riêng trên bàn phía trước mặt đặng ăn với tố nga bà tổng không ăn bánh lại biểu tố nga sửa soạn về tố nga chưa kịp ăn bánh nên nàng lấy bốn năm cái gói lại nói rằng để đem về nhà rồi sẽ ăn cẩm dân nài nỉ biểu gói thêm cho nhiều tố nga nói Chi nhiều dữ vậy Chị đem về đi mà Đem về để thầy ba thấy ăn với Chứ chị lấy có vài cái chị ăn Rồi thấy phiền chị đa Tố Nga cười Mà bà Tổng cũng ngó cô ba hài mà cười Xe chạy tuốt rồi Cô ba hài trở vô nhà Kêu cẩm dân lại đứng gần mà hỏi rằng Này cháu Cháu biết bà Tổng vô nhà mình làm chi đó không Vô thăm chơi Vậy chứ vô làm chi Không phải Vậy dì nói vô làm chi đó Bà vô bà nói với dì Đặng cưới cháu cho con bà là cậu ba đó Chứ không phải đi chơi đâu Cháu ưng hay không Cẩm dân bỏ đi lại ghế mà ngồi Nàng lặng thinh cứ ngó ngay ra tấm sáo treo trước cửa Nét mặt coi có vẻ hân hoan Mà cũng có sắc lo ra Cô ba hài thấy vậy cô cũng đi theo lại ghế mà ngồi Rồi cô hỏi nữa rằng Xưa nay cháu ra nhà bà Tổng chơi nhiều lần Vậy mà cháu biết tánh ý bà hay không? Thưa không biết Bà ít hay nói chuyện lắm Vì nói chuyện với bà có một lát Mà vì biết ý bà rồi Tánh bà hay khoe giàu Mà bà hay thinh thị người ta lắm Phải vậy hay không? Thưa cái đó cháu không biết được Cháu ra chơi thì chơi với chị hai Có nghe bà nói chuyện chi đâu mà biết Bà vô bà nói với dì rằng Cậu ba thấy cháu cậu muốn Nên cậu biểu bà phải cưới cháu cho cậu Nếu không cưới thì cậu bỏ học bỏ nhà mà đi Dì nghe hơi bà nói chuyện thì dì biết Ý bà lựa chỗ giàu sang mà làm xui Ngặt vì con bà nó thương cháu Nên cực chẳng đã bà phải đi nói mà cưới cháu Chứ không phải ý bà muốn như vậy Bà thiệt là giàu có lớn Bà khoe quê lợi của bà mỗi năm tới mấy chục ngàn Cháu biết gia đạo của bà mà cháu cũng thấy con bà nữa Vậy cháu liệu coi ưng hay không Thì tự ý cháu Chứ gì không dám ép Bà có dặn gì hỏi cháu rồi trả lời cho bà biết Vậy cháu tính lẽ nào thì nói cho dì biết Đằng gì trả lời cho bà Dì liệu sao thì dì liệu Chứ cháu có biết đâu Cháu đã lớn rồi Mà việc vợ chồng là việc trăm năm của cháu Vậy cháu suy xét cho kỹ rồi cháu liệu lấy Chứ gì biết làm sao mà liệu vì liệu thế nào cũng được hết Cô ba hài ngồi buồn thiêu Cô đứng dậy đi nhã trầu Rồi cô trở lại ngồi nói rằng Theo ý của dì Cháu là con các chú Thà là cháu ưng chúa tàu Máy chính nào đó làm như vậy phải hơn Lấy chồng Việt Nam cháu phải hầu hạ Phải làm dâu cực khổ lắm Lời tục có câu hễ trèo cao thì té nặng Cháu có vốn liếng chút đỉnh Bề nào cháu cũng không đói rách mà lo ham ăn cho nhiều mà già khóc già ăn thì khổ thân chứ không vui sướng gì cẩm vân ôm cái gối thiều hai tay vò quay gối mà mặt cúi xuống nháy lia nàng nghe gì nói như vậy thì nàng thở ra rồi nói nhỏ nhỏ rằng chớ chi cháu muốn lấy chồng các chú thì hồi năm ngoái cháu đã ưng mấy chỗ họ nói cháu đó rồi cháu là con các chú mà cháu muốn lấy chồng việt nam hay sao cháu không chịu lấy chồng các chú Tại sao vậy Họ có vợ tàu Rồi họ quỷ hoại mình Vậy vì không thấy con ông ban sườn đó sao Cháu nghĩ như vậy cũng phải Lấy chồng Việt Nam cũng tốt Cháu tính lẽ nào tự ý cháu Cô ba hài đứng dậy Đi ra sau nhà bếp mà coi cho con ngó nó nấu ăn Cô lục đục ở sau gần một giờ đồng hồ Mà chừng cô trở ra Cô cũng còn thấy Cẩm Vân ngồi tại ghế Tay ôm cái gối thiều để trước ngực mà suy nghĩ đêm ấy cẩm dần nằm một mình trên lầu trằn trọc lăn qua lộn lại suy tới nghĩ lui hoài ngủ không được lời của dì nói xét lại cũng phải lắm trèo cao thì té nặng đèo bồng mà làm chi tuy mình là con chệch khách song từ nhỏ tới lớn mình ăn rồi chơi chẳng hề khi nào cầm lấy cây chổi mà quét nhà hay là vào trong bếp mà nấu nước nếu mình lấy chồng việt nam ví dầu chồng mình giàu có sang trọng đến vực nào đi nữa mình cũng phải làm dâu làm dâu phải làm những việc gì Điều ấy thổi nay mình nghe nói chứ chưa biết Thế thì làm sao mà làm cho được Khó lắm Chi bằng mình con chệt Thì lấy chồng chệt Mình xí xô xí xào với nó cho qua ngày tháng Tuy nó không biết nói ngon nói ngọt như Việt Nam song nó cũng biết ơn nghĩa Nó cũng biết phải quấy Đã biết chồng chệt nó hay cưới vợ tàu Mà nó có vợ tàu thì mặc nó Có hại gì mình đâu mà sợ Lấy chồng chệt Mình khỏi phải hầu hạ nó Mình khỏi làm dâu mình cứ ăn no rồi húng hính vui chơi Mọi việc trong nhà nó lo hết Nó buôn bán lời lỗ mặt nó Mình chẳng cần biết tới làm gì Cẩm dân nghĩ như vậy rồi nàng dán mùng bước ra Đi lại bàn rót nước mà uống Nàng đứng uống nước Bỗng thấy hình dung của nàng nó dọi trong kiến càng lớn Treo giữa vách Nàng đứng nhắm hình dung nàng một hồi Rồi nàng châu mày kéo ghế mà ngồi Đồng hồ gõ 12 giờ Cẩm dân ngồi chống tay trên bàn mà tư tưởng một lát nghe chú bán mì thánh gõ lắc cắt cụp ở đằng ngã tư Rồi một lát nữa lại nghe tiếng xe sông mã chạy rần rần ngang cửa Cẩm dân nghĩ lại hình dung mình như vậy Cái công mình học chữ học theo dày lắm Nếu mình lấy một người chồng chệt thì uổng biết chừng nào Huống chi thầy ba chánh tâm sánh với mình thì xứng đôi vừa lứa lắm Tuy tánh thầy hay dục chạc, thầy hay nói ngang tàn Nhưng mà làm dục chạc coi vui, nói ngang tàn nghe ngộ quá Mình mới quen với thầy chừng một tháng nay mà coi bộ thầy ưa mình lắm lại không biết tại sao hễ mình thấy thầy thì mình mắc cỡ quá mà trong lòng khấp khởi chứ không phải thấy như người thường chắc là thầy thương mình lắm nên thầy năn nỉ với bà tổng đi nói mình cha chả nếu mình không ưng đây chắc thầy giận thầy không thèm bước chân tới nhà mình nữa cẩm dần nghĩ tới đó thì chúm chiếm cười rồi đứng dậy đi vô mùng nàng nằm nhắm mắt mà nàng thấy hình dạng chánh tâm ở trước mặt nàng hoài nàng thấy chàng cười nàng nghe tiếng chàng nói nàng tưởng tượng chàng ngồi một bên chàng nằm chung gối mà nói chuyện với chàng rồi chẳng hiểu gì cớ nào trong lòng nàng bắt khoan khoái nhớ chàng đến nỗi nàng chảy nước mắt đêm ấy nàng không ngủ được mà sáng ngày nàng cũng lơ lửng biến nói biến cười biến gỡ đầu biến thay áo cách ba ngày sau tố nga vô nhà cẩm dân mà lần này nàng đi có một mình chứ không có chánh tâm hai nàng ngồi nói chuyện chơi một hồi rồi cẩm dân lên lầu đặng lấy cặp mặt gối đương theo cho tố nga coi tố nga nhân dịp ấy mới bước lại nói nhỏ nhỏ với cô ba hài rằng má tôi biểu tôi đi vô mời dì ra nhà chơi và luôn dịp hỏi dì coi chuyện má tôi nói với dì bữa hổm đó vậy mà đã xong rồi hay chưa xin dì cho má tôi biết tố nga nói tới đó thì cẩm dân ở trên lầu đi xuống cũng vừa tới cô ba hài cười và nói với tố nga rằng cô hỏi nó coi nó chịu không hôm nay tôi hỏi nó thì nó cứ lặng thinh hoài à con kỳ quá nó ưng hay không không biết mà nó không ư hử gì hết cẩm dân đưa cặp mặt cối cho tố nga coi tố nga cầm coi một hồi hai chị em dắt nhau lên lầu tố nga dòm coi ý cẩm dân buồn ít nói ít cười chứ không vui vẻ bãi bui như mọi lần nàng kéo ghế ngồi giữa cái bàn rồi biểu cẩm dân ngồi một bên nàng ngó cẩm dân và cười và nói rằng Hôm nay dì ba có nói chuyện má qua Nói với dì hôm đó cho em nghe hay không Thưa có Em tính sao Em nói cho qua nghe một chút Cẩm dân ngồi cắn móng tay Mắt cúi ngó xuống và không trả lời Tố Nga đợi một hồi rồi nàng nói rằng Chị em mình chứ phải người xa lạ gì hay sao Mà em mắc cỡ Qua muốn hỏi em cho ác chất Chứ qua cũng biết Không lẽ em chê thằng ba Chú thích ắt chất có nghĩa là rõ ràng chắc chắn hết chú thích thiệt hồi chị em mình làm quen với nhau qua không về ngày sau thành ra việc hôn nhân như vậy từ hôm bữa thằng ba nó tỏ thiệp với qua rằng nó thương em nó biểu phải nói má cưới em cho nó thì qua mừng không biết chừng nào được như vậy thì chị em mình ở chung một nhà càng vui vẻ hơn nữa thằng ba nó thương nhớ em lắm nó muốn cưới nội trong tháng này qua nói cưới vợ thì phải chờ năm ba tháng Mà nó không chịu Thằng thì khó quá Má qua cưng nó rồi nó muốn ngang nào được ngang nấy Cẩm dân cứ ngồi lặng thinh Mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng Tổ Nga lấy làm lạ nên hỏi rằng Tại sao em buồn Đâu em nói thiệt cho qua nghe thử coi Em buồn lung lắm Hôm nay em khóc hoài Không lẽ em giấu chị Thầy thương em thì em cũng thương thầy ba vậy chứ Em được làm vợ chồng với thầy Em ở một nhà với chị Thì em có phước biết chừng nào Ngặt gì em nghĩ Phận em là con chệt khách phần thì ba má em khuất sớm Không ai dạy biểu Bởi vậy thuở nay em bơ thờ Việc nữ công nữ hạnh em không biết chi hết Bây giờ em lấy chồng Việt Nam Em biết làm sao mà làm dâu Quái Tưởng làm việc gì chứ Việc đó em ngại giống gì Em đừng có lo, nhà mình giàu có, mọi việc đều có trẻ nó làm, cứ em về mà chơi, chứ làm dâu giống gì, qua làm sao thì em làm như vậy, ai bắt em gánh nước hay bữa củi hay sao mà em sợ. Trời ơi, thằng ba nó thương em lắm, ai bắt vợ nó làm công việc cực khổ nó phá nhà chứ. Việc làm dâu em để cho nó bảo lãnh cho. Thôi, để qua tính với dì ba, lo may áo quần, sắm đồ đạc chút đỉnh cho em hễ má coi ngày nào tháng nào cưới được Thì qua cho em hay nhé Dạ Tố nhà cười rồi từ giả mà về Xuống tầng dưới này nói với cô ba hài rằng Tôi hỏi rồi nó chịu Này vì biết tại sao mà hôm nay nó dục vặt đó hay không Nó sợ làm dâu Con thiệt thà quá Chương 6 Phận đẹp duyên ưa Lý Chánh Tâm muốn cẩm dần chàng buồn bực bao nhiêu đến chừng chàng nghe cẩm dân ưng chàng thì chàng cũng hứng hở bấy nhiêu chàng mừng đến nỗi lộ sắc ra ngoài ở trong nhà ai cũng thấy hết thảy chàng suối chị xin với mẹ cưới phước cho chàng trong lúc còn bãi trường Đang chừng khai trường chàng yên tâm mà học bà tổng chiều lòng con nên bà vô chợ lớn tính việc ấy với cô ba hài chẳng phải cô ba hài ngăn trở nhưng cô nói rằng cưới gấp quá không thể nào cô sắm đồ đạc quần áo cho kịp cô lại khuyên bà tổng phải cầu thầy coi ngày tốt tháng hạp rồi sẽ cưới chớ việc cưới hỏi là việc hệ trọng nếu làm bướng thì tội nghiệp cho sắp nhỏ ngày sau bà tổng nghe lời về đi coi thầy họ nói theo tuổi của chánh tâm với cẩm dân nếu cưới trong tháng giêng tháng hai thì tổn mạng phải chờ qua tháng sáu mới cưới được bà tổng trở về nói lại cho chánh tâm hay chánh tâm tuy không vui nhưng vì thấy họ nói như vậy chàng cũng sợ nên không dám đòi cưới gấp nữa đến ngày khai trường chánh tâm đi học mà chàng dặn chị hễ chủ nhật phải rủ cẩm dân ra nhà chơi và chàng hứa rằng chúa nhật nào chàng cũng về thăm nhà hết thảy còn thái cẩm dân khi nàng chịu lời với tố nga rồi thì nàng không lo sợ không bức sức nữa tuy nàng không lộ sắc mừng cho người ta thấy được song bữa nào nàng cũng lo mua quần sắm áo sắm gối sắm mùng sửa soạn đồ về nhà chồng đã biết cô ba hài nghe giọng cao thấp của bà tổng cô không ưa nhưng mà cô thấy tố nga tử tế cô thấy chánh tâm dễ thương nhất là cô thấy cẩm dân có ý quyến luyến với nhà đó nên cô đã không bàn ra mà cô lại có ý hơi mừng cho cháu có chỗ giàu có sang trọng nữa cẩm dân giữ phận gái không dám ra nhà tố nga nữa chánh tâm về nhà hai ba lần mà không thấy được mặt cẩm dân thì chàng buồn bởi vậy một bữa chủ nhật nọ chàng rủ chị đi chợ lớn mà thăm cẩm dân chánh tâm với cẩm dân mới thấy mặt nhau thì cả hai người đều thẹn thùa bởi vậy chánh tâm thì ké né còn cẩm dân thì sẻn lẻn chẳng dám ngó nhau chán chường mà cũng chẳng dám nói chuyện với nhau chánh tâm vô được một lần rồi bắt bén vô hoài chẳng có bữa chủ nhật nào chàng về nhà mà chàng không đi chợ lớn mà cũng chẳng có bữa chủ nhật nào mà chàng không về nhà lần đầu còn ngại qua mấy lần sau chàng với nàng hết mắc cỡ mới dám liếc ngó nhau mới dám nói chuyện chút đỉnh lật bật đã tới tháng 6 chánh tâm tới kỳ bãi trường nửa năm nên về nhà cẩm dân sắm sửa mùng mền quần áo đã đủ hết bà tổng với cô ba hài định ngày làm lễ cưới cho hai trẻ thành hôn chót mấy tháng trong đợi ngoài trong trí nhớ não nề tình thương lai láng kể từ nay xung hiệp một nhà được phụng loan đủ cặp bởi vậy đêm khuya vắng vẻ trên lầu tay cầm tay mặt nhìn mặt trai say sưa vì sắc gái mê mẩn vì tình Tuy vợ chồng mới cưới gian dối với nhau mặc dầu Nhưng mà đến bữa khai trường Chánh tâm cũng sốt sắng đi học Nghĩ vì còn có mấy tháng nữa tới kỳ thi Nếu mình hững hờ thì làm sao mà đậu được Cẩm dân ở nhà Tuy nàng không thạo làm dâu Xong lo thức khuya dậy sớm Lo rót nước têm trậu cho mẹ chồng Thiệt bà Tổng không nói một tiếng chi Không ló cái mồi chi mà dám nói Bà không ưa cẩm dân Bà có một cái tánh này Là bà ít hay nói chuyện với dâu mà dầu có nói cũng chẳng hề khi nào thấy bà cười, bởi vậy cẩm dân kiên sợ bà lắm. Chồng không có ở nhà, mẹ chồng thì nghiêm nghị, mai nhờ có chị chồng chuyện giảng hữu hỉ, khi dạy nhau may áo thiêu khăn, khi dắt nhau mua đồ dạo chơi. Bởi vậy tuy cẩm dân không được vui cho lắm, song nàng cũng không đến nỗi buồn sầu. Chánh tâm cưới vợ thì cưới, thương vợ thì thương, mà ở trong trường chàng lo học hết sức chứ không phải vì có vợ mà lo ra hay là vì ỷ giàu mà biến nhát chí giàu ở trong lớp học chàng không đứng được bực nhất nhưng mà kể phần đông thì chàng cũng được ở bậc trung chẳng hiểu tại mạng số làm sao mà đến ngày thi có nhiều học trò học dở hơn chàng mà người ta đậu được còn chàng thì rớt tuốt chánh tâm chở rươm về nhà phần thì bực tức phần thì hổ thẹn bởi vậy chàng bỏ bữa cơm chiều lên lầu nằm giàu giàu bà tổng nghe con thi rớt bà cũng buồn lắm bà buồn ấy là lẽ tự nhiên vì làm mẹ ai cũng vậy Bà ngồi ăn cơm với tố nga với cẩm dân Bà không nói chi hết Một giây phút bà ngó cẩm dân một cái Mà lần nào bà ngó thì cặp mắt bà cũng lườm lườm Dường như tại cẩm dân làm cho con bà thi rớt vậy Tội nghiệp cho cẩm dân hoặc là tại vô ý Hoặc là tại nàng buồn rầu Bởi vậy cho nên nàng ăn sơ sỉ ba hộp cơm rồi đi uống nước Nàng không về vì chi hết Nàng lo trầu nước cho mẹ chồng xong Thì nàng lõn lẻn lên lầu thăm chồng nàng thấy chánh tâm nằm chèo queo tay gác qua trán mắt nhắm lim dim nàng lấy làm đau đớn trong lòng nên ngồi ghé bên giường tính kiếm lời an ủi chánh tâm dài qua ngó vợ và nói rằng qua thì rớt tức quá thi cử có mạng số thuở nay thiếu gì người học giỏi mà không thi đậu chứ phải có mình anh hay sao mà anh tức xin anh đừng có buồn hễ anh buồn thì má cũng buồn nữa rồi má sanh bệnh đây khó lắm Hồi nãy anh không ăn cơm Má buồn má ăn ít quá Mình học mà thi rớt Họ khi dễ mình chứ Ai mà dám khi Dù họ không dám khi Xong mình thấy chúng bạn mình cũng đủ mắc cỡ chứ Đã biết nếu anh thi đậu Thì em mừng lắm Mà rủi có thi rớt thì thôi Chứ em cũng không buồn bao nhiêu Anh nghĩ đó mà coi Anh thi đậu cũng vậy mà anh thi rớt cũng vậy Miễn là anh học đủ năm Mãn hạn với người ta thì thôi chứ anh muốn có cái bằng cấp đặng xin làm việc làm văn gì hay sao nên anh cần thi cho đậu em nói phải lắm qua có tính làm thầy thông thầy ký gì đâu mình nghèo cực gì hay sao nên cần phải đi làm việc đặng kiếm mỗi tháng vài chục đồng lương ôi thầy kệ đậu rớt cũng vậy không thèm buồn chi hết chánh tâm già nói và ngồi dậy rót nước mà uống rồi vợ chồng những nói chuyện với nhau tuy không được vui vẻ lung như lúc trước song cũng không buồn thảm như hồi chiều nữa qua ngày sau Hương Bộ Quỳnh ở láng thé Là con nhà chú của bà Tổng Lãnh coi nhà coi ruộng cho bà Gửi thơ lên nói rằng Hồi lúa mới bị hạn Đến lúa trổ rồi bị háp Chắc mùa ruộng năm nay thất bát góp lúa không đủ Nên xin bà Tổng về coi đặng chừng góp lúa đặng chế giảm cho tá điền Bà Tổng nghe nói như vậy Thì bà nóng nảy Muốn về láng thé mà thăm ruộng Ngặt vì hôm nay ta chân bà nhức mỏi Nhắm đi xa không tiện nên bà không dám đi Chánh Tâm nhân dịp ấy mới xin với mẹ để hai vợ chồng chàng đi thế Trước cho chàng biết ruộng đất Sau cho cẩm dân biết nhà cửa ở dưới láng thé Bà Tổng cho đi Vợ chồng Chánh Tâm sửa soạn xếp quần áo bỏ vô gia ly Rồi sáng bữa sau từ giả mẹ với chị Dắt nhau ra xe lửa mua giấy đi Mỹ Tho Đặng ngồi tàu về Trà Vinh Từ láng thé đi qua ác ếch Bây giờ có đắp một bờ lỗ đá ngay bót Hai bên trồng cây Góc trống lỏng mà tàn xum xê Che đường mát mẻ ba ngày không nắng dọi còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im lìm ai ngồi xe đi qua đường ấy ngó trước mặt như thấy một cái hang dài gần năm ngàn thước ngó hai bên thấy hai cánh đồng rộng lớn mênh mông mùa cấy nhuộm màu xanh mùa gặt nhuộm màu vàng thì giàu trong lòng có đa đoan tâm sự cho mấy đi nữa cũng bắt thơ thới mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi nhờ người sửa sang thêm nên mới được hữu tình hữu thú như vậy ở trong chợ láng thé Mới quanh qua cái đường ấy Phía bên tay mặt lại có một con dòng cát Dòng tuy không lớn Sông nhà cửa vườn tự chen chút với nhau chật cứng Ở cuối dòng lại có một cái chùa Phật của người thổ Kêu là chùa Phan Sắc Cất giữa một vườn Trồng những cây sao cây dầu Hàng rào coi cũng ngay thẳng băng Mà cây nào coi cũng cao vợ vội Cách mười mấy năm trước Nếu vợ chồng chánh tâm về láng thế mà thăm nhà xét ruộng Thì bờ lộ ất ếch chưa trải đá chỉ có một cái bờ đất để cho nhân dân đi bộ mà thôi Còn cảnh chùa phan sắc Thì đã có rồi Tuy cây cối chưa được cao lớn như bây giờ song nhánh lá xum xê sầm uất Hơn bây giờ nhiều lắm Cái nhà ngói lớn của ông Tổng Hiền Vì cũ quá, cây mục gói dột Nên đã dở rồi Hồi trước cất giữa con dòng mới tả đó Chánh tâm với cẩm dân về tới láng thé Xe ngừng ngoài chợ Thì mặt trời đã chen lặng Chánh tâm biểu một đứa nhỏ vác gia ly Rồi vợ chồng dắt nhau về nhà cẩm dân sanh đẻ tại chợ lớn hồi nhỏ có một hai khi mẹ dắt về thăm bên ngoại ở miệt cần duột hoặc dắt đi thăm gì ở rạch kiến nên nàng có thấy đồng ruộng chút đỉnh rồi nhưng hồi nhỏ đi ra đồng ruộng thì đi vì tình chưa đầy đủ nên chưa biết cảm xúc hôm nay nàng đi với chồng mà lại đi xa quá thấy tư bề cảnh vật đều là mắt hết thảy bởi vậy nàng khấp khởi trong lòng lúc bước xuống xe nàng liền nắm tay chồng mà đi làm cho chánh tâm hớn hở vô cùng mà cũng làm cho người trong xóm ai thấy cũng ngó bước vô cửa ngõ rồi nàng hỏi chồng rằng nhà bên đây hay sao chánh tâm gật đầu ngó vợ mặt cười cẩm dân thấy một cái nhà ngói lớn cất ba căn hai trái cửa ván vách tường mà nhà đóng cửa bích bùng trước cửa có một cái sân nhỏ cỏ mọc tàm làm dựa thêm có mấy bụi nở ngày chỗ bông bụi thì trắng bụi thì tím bên tay mặt có một cái chuồng trâu thấy trong chuồng trâu đứng một bầy lại có một đứa nhỏ ở chuồng ở trần vác một bó rơm chạy lăn xăng bên tay trái có một miếng đất rộng lớn mà trống lỏng ấy là sân đạp lúa vì chưa tới kỳ nên chưa dọn dẹp bởi vậy heo ủi có lỗ có hang vợ chồng chánh tâm vừa vô tới sân thì có một con chó vàng ở phía sau chạy ra đứng sủa ôm sòm vợ hương bộ quĩnh đương lo nhốt dịch bỗng nghe chó sủa tưởng có khách lạ nên lật đật chạy ra áo săn ngang đầu bịch trùm khăn miệng nhai trầu nhóc nhách Chị ta thấy chánh tâm thì mừng quýnh Vội vã chạy vòng ra phía sau vô nhà mà mở cửa Vợ chồng chánh tâm vô nhà Vợ hương bộ quỷnh ngó cẩm dân chân trần Và hỏi rằng Con ba đây phải không Chánh tâm đáp rằng Phải vợ tôi đó Hôm tháng 6 nghe nói cháu cưới vợ à Mà hồi đó tới bây giờ có dắt nhau về dưới này lần nào đâu mà biết Chị Tổng với con hai ở trên mạnh cháu ha Sao chị Tổng không về chơi Má tôi mắt nhức mỏi tay chân hôm nay nên đi không được Tôi mới tiếp được thơ của cậu Tư nên vợ chồng tôi đi đây Cậu Tư đâu mở Nó đi ra ngoài hương giáo Ăn cơm rồi mới đi ra Một chút đây nó về bây giờ Vợ Hương Bụ Quĩnh lấy chổi quét dán sạch sẽ Rồi trải chiếu bông mà mời Cẩm Dân ngồi Cẩm Dân đi vòng vòng trong nhà mà coi Từ trước ra sau không sót chỗ nào hết Chánh tâm cũng đi theo vợ Đăng chỉ chỗ này vật nọ cho vợ coi Vợ Hương Bụ Quĩnh nói rằng bất nhân quá cháu về mà không đánh dây thép đặng cho người ta mua đồ sẵn để về thình lình bây giờ có giống vậy đâu mà ăn cơm thôi để mợ làm dịch dọn cơm cho hai cháu ăn chị ta nói và bỏ đi xuống nhà sau thằng thu là bạn trong nhà bạn tức là người ở nó đi ngoài ruộng mới về nghe nói vợ chồng chánh tâm nó lật đật chạy lên nhà trên chào mừng nó thấy trời tối rồi nên lo đốt đèn Chánh tâm biểu nó dọn dẹp trong buồng cho sạch sẽ Và mở tủ lấy mùng ra văn Vợ chồng chánh tâm thay quần thay áo Rửa mặt sửa mày Rồi mới ngồi với nhau tại bộ ghế giữa mà chơi Thằng Thu lo quét tước dọn dẹp lăn xăng Trong nhà đèn dầu lửa đốt không được sáng Nên có chỗ mờ chỗ tỏ Ngoài sân bóng trăng dội chập chòa Lại thêm ngọn gió thổi lao sao Cẩm dân ngồi ngó chồng Miệng chúm chím cười Chánh tâm cũng ngó vợ mà cười Và hỏi rằng Em buồn hay không? Không Ở dưới ruộng nhà cửa lôi thôi Đường xá dơ giấy em không quen Chắc là em buồn lắm Có anh mẹ em buồn giống gì? Dĩ như má bắt hai đứa mình ở luôn dưới này Em chịu hay không? Như má bắt ở thì mình phải ở Chứ không chịu sao được Qua nói chơi vậy chứ ở sao cho được Sao vậy? Mình ở Sài Gòn sung sướng quen rồi Bây giờ ở đây ăn cực ăn khổ ban đêm lại còn sợ ăn trộm ăn cướp nữa ở sao cho nổi ở đâu em cũng chịu được hết thảy miễn là có anh ở với em thì thôi chánh tâm nghe vợ nói như vậy thì chàng đắc ý nên đứng dậy rủ vợ ra trước sân chơi trên trời bóng trăng giặt giặt trong cỏ tiếng dế kêu ngâm nga vợ chồng chánh tâm dắt nhau đi qua đi lại khi nắm tay mà hỏi khi vịn vai mà cười cảnh thanh tịnh im lìm tình đầy vơi lai láng Chàng với nàng đương to nhỏ gian díu Ở đầu hương bộ Quĩnh đi sớm về Anh ta ngó thấy chánh tâm thì mừng rỡ dắt nhau trở vô nhà Hương bộ quỷ kêu vợ ôm sòm Mà hỏi có lo dọn cơm cho vợ chồng chánh tâm ăn hay không Người vợ chạy lên đáp rằng Cơm đã gần chín Thì quả cách chẳng bao lâu thằng thu bưng cơm lên Dọn một mâm trên bàn cho vợ chồng chánh tâm ăn Trong lúc chánh tâm ăn cơm Hương bộ quỷ mới nói rằng Sẵn có cháu về đây Vậy để mai Rồi cậu dắt cháu ra ngoài ruộng cho cháu coi ruộng Năm nay thất quá Cậu sợ góp không được phân nữa Má tôi nói cậu làm sao thì làm Phải cho có đủ số lúa 19.000 giảm cho má tôi mới được Nếu cậu không góp được thì cậu phải thương Chị tổng nói như vậy chắc chết cậu còn gì Mấy năm nay trúng mùa hoài thì cậu có lợi nhiều Như năm nay có thất thì tự nhiên cậu phải chịu lỗ chứ Cháu nói như vậy tội nghiệp cho cậu lắm Cậu coi nhà cửa ruộng đất dùm cho chị Tổng Có lương hướng gì đâu Mà mùa thất cháu bắt cậu thường Cháu còn nhỏ cháu không hiểu biết việc ruộng đất Phạm làm chủ điền hay gặp mùa thất Thì mình phải chế giảm cho ta điền chứ Chế giảm cái gì Vậy chứ mấy năm trúng mùa Mình có bắt nó đóng thêm hay sao Nên gặp mùa thất mình phải chế giảm Nếu cháu đòi cho đủ Ta điền đâu có lúa mà đông cho cháu Thì kệ Nó bán vợ đỡ con làm sao thì làm Biết đâu Cậu phải cho bạn đến nhà tá điện mà giữ lúa Hễ họ đập được bao nhiêu lúa hột Cậu lấy lúa ruộng trước đi Phải lấy cho đủ số lúa của mình Như còn dư thì họ nhờ Bằng không dư thì họ chịu Cẩm dân không thông thạo việc ruộng đất Nên nãy giờ nàng lóng tay mà nghe hai người nói chuyện Nàng không dám xen vô Tuy vậy mà nếu ai ngó mặt nàng cho kỹ Thì ắt thấy nàng suy nghĩ lung lắm Đến chừng nàng nghe chánh tâm nói tới mấy câu chót rồi Nàng thấy hương bộ quỉnh dai mặt ra ngoài cửa Mà không trả lời thì nàng ngó chồng mà nói rằng Anh nói như vậy thì tội nghiệp cho tá điền lắm Em đừng có nói tội nghiệp Tụi nó là quân ăn cướp hết thảy Vậy cho bữa hổm má nói đó em không nghe hay sao Má nói hãy mình tử tế với nó Thì nó lột da mình Em tưởng giàu ở hạng nào cũng vậy Sao cho khỏi có kẻ quấy Em chưa biết tá điền là ai Em chưa thấy mặt người nào hết Mà em chắc sao cũng có người thiệt thà chân chất Lo củi lục làm ăn nếu năm nay thất mùa Họ làm có lúa bao nhiêu thì anh góp hết rồi Còn đâu cho vợ con họ ăn Họ làm sao họ làm chứ Cẩn gì em phải lo Cẩm dân ngó chồng mà sắc mặt không vui Hương bộ quỉnh gia vô nói với cẩm dân rằng Để cậu cắt nghĩa cho cháu hiểu việc cho mướn ruộng ở xứ này Có một tên tá điện nó lại hỏi mình Mà mướn 100 công đất Nó phải làm tờ tá cho mình Mà giao kết tới ngày nó gặt, Nó phải đông đủ 300 dạ lúa mướn mà nó nghèo có cơm tiền đâu mà ăn mà làm Nó phải vay lúa của mình mà ăn Như nó vay 50 dạ lúa Thì tới ngày nó phải đóng 100 dạ Còn hỏi bạc đặng mướn công phát Công mạ công cấy công gặt Hãy mình ra 10 đồng cho nó Thì tới ngày nó phải đông cho mình ba 30 dạ lúa Một người tá điền mướn 100 công ruộng Thế nào nó cũng phải vay của mình 40 dạ lúa với 20 đồng bạc Vậy thì tới ngày nó phải đông 300 lúa mướn 80 dạ lúa dây Với 60 dạ lúa lấy bạc trước đó nữa cộng là 440 dạ. 100 công ruộng nó làm đó, như mai gặp trúng mùa thì gặt được 1000 dạ. Đó là nói số cao hơn hết mà lại đất thiệt tốt, chứ thường thường thì chừng 7-800 dạ. Mình là chủ điện mình thâu 400 dạ rồi thì nó còn té cũng được vài 300 dạ. Mà năm nay thất quá, sợ 100 công đất không gặt được 400 dạ mà lúc gặt đạp sau cũng hao hết một mớ. Nếu mình làm gắt buộc phải đông cho đủ số lúa của mình Thì tá điện còn đâu mà đông lúa trâu Lúa gặt lúa đạp Trọng dân ngồi trầm ngâm một hồi rồi nói Cho dây một dạ lúa Tới ngày phải trả hai dạ Một đồng tới ngày phải đông ba dạ Thì mắc quá Làm như vậy chết nhà nghèo con gì Hương Bộ Quỳnh cười mà đáp rằng Không mắc gì lắm Ở đất này có nhiều chủ họ còn cho mắc hơn nữa chứ Trời ơi Cho ra như vậy mà cậu còn gọi rằng chưa mắc Cậu thay mặt cho chị Tổng Cậu cho như vậy là rẻ đã họ cho một dạ lúa phải trả hai dạ rưỡi hoặc bốn dạ theo cậu đây ai hỏi dây thì cậu cho bằng không hỏi thì thôi còn họ thì họ buộc tá điện phải dây nếu không dây thì họ không cho mướn ruộng mà ở làng này dân thổ nhiều quá nó nghèo quá nên có đứa nào mà khỏi dây chết bà con nghèo hết vợ chồng Chánh Tâm ăn cơm rồi thì trời đã khuya nên biểu đóng cửa đi ngủ Chánh Tâm đi đường bị nắng gió trọn một ngày nên mệt mỏi bởi vậy vừa nằm xuống thì chàng ngủ liền cẩm dân tuy cũng hơi mệt song một là vì nhà lạ chỗ hai là vì nàng nghe câu chuyện nói hồi hôm đó nhớ hoài nên nàng nằm thao thức cho đến quá nửa đêm mệt mỏi quá rồi nàng mới ngủ quên được sáng bữa sau lối tám giờ vợ chồng chánh tâm mới thức dậy mà rửa mặt gỡ đầu rồi thấy vợ chồng hương bộ quĩnh đã dọn cơm ăn cẩm dân cười mà nói rằng ăn cơm gì mà sớm dữ vậy vợ hương bộ Quỳnh đáp rằng Trưa rồi chứ sớm Mở nấu rồi nãy giờ Mất đợi hai cháu thức dậy Chứ mỗi bữa thì đã ăn cơm lâu rồi Chánh tâm cũng cười và ngó vợ mà nói rằng Ở ruộng họ ăn cơm sớm lắm Sớm mai ăn Lối 7 giờ rưỡi 8 giờ Món ăn không nhiều Lại kho nấu không giống như trên Sài Gòn chợ lớn Gạo không trắng Cá không lớn Nhưng vợ chồng chánh tâm ăn cũng ngon Ăn cơm rồi Hương Bộ Quỳnh với chánh tâm rủ nhau đi coi ruộng Cẩm dân đòi đi theo nên chánh tâm không cho Chàng nói rằng Trời nắng quá Là phải đi bộ theo bờ ruộng Có chỗ phải lội sao cho nổi Cẩm dân ở nhà buồn Nàng bèn đi vòng ra sau vườn mà chơi Xuống tới nhà dưới nàng thấy thằng Thu với một đứa nhỏ Chừng 13-14 tuổi Là đứa mà nàng đã thấy ôm sơm đi Trong chuồng châu chiều hôm qua Đưa ngồi ăn cơm Nàng bước lại gần thì thấy hai đứa đang ăn cơm Với mắm cá sặc chứ không có vật chi hết Mà chúng nó ăn coi ngon lắm Nàng hỏi thằng Thu rằng Anh ăn cơm mà không có cá thịt chi hết Thì sao no được Bẩm no chứ Thổ này ăn cơm cũng như vậy à, Nếu không no thì chết còn gì Vậy hồi nãy đồ ăn còn nhiều quá Sao anh lại không lấy mà ăn Bẩm không được thêm hương rầy chết Ai dám lấy Cẩm dần đi nới ra cửa sau nữa Thì thấy hai bên có hai vựa lúa lớn Lợp bằng ngói Vì chưa tới mùa nên vựa trống trơn Nàng đứng mà nhắm ra sau giường Thì giường không bao lớn Chung quanh trồng tre Ở giữa trồng lộn xộn Chuối có, cao có, cam sành có Mà thứ nào cũng sơ rơ sát rác Không hàng không liếp Nàng đứng chơi một hồi rồi trở vô nhà Cậy vợ Hương Bộ quĩnh dắt đi chơi lối sớm Đặng cho nàng thấy bề ăn trốn ở của kẻ thôn quê Vừa mới ra khỏi cửa ngõ Thì nàng thấy có hai người đàn bà thổ Với ba đứa con nít đang nhoi dưới vũng nước mà bắt cá Đàn bà thì mặt mày đen thui Mình mẩy lắm lem Còn con nít thì ở chuồng ở lỗ Tay chân ấm nhách Cặp mắt trao dao Đi khỏi cái vũng ấy thì tới một cái nhà lá nhỏ Trong nhà có một bà già chừng 60 tuổi Tóc bạc, da dúm Ở trần trùi trụi Đang đứng dạ gạo Cẩm dân thấy vậy bèn chắc lưỡi lắc đầu mà than rằng Già đến từng tuổi đó mà còn cực khổ quá Đi được một khúc đường nữa Lại có một cái nhà lá ba căn cửa xêo xạo vách xịt sạc trước sân có chất một đống trà khô có một người đàn bà mặc áo vải móc móc không biết cho màu gì mà tay áo cục tới cánh chỏ giặt áo rách ten ben đang đứng bẻ trà đặng ôm vô mà chụm gần đó một con gà mái ô dắt một bầy gà con chân bươi góc chuối miệng kêu túc túc giữa cửa có bốn đứa con nít đứa lớn hơn hết chừng mười tuổi đứa ngồi đứa đứng mà chơi đứa ở trùn, đứa ở trần mà đứa nào mặt mày cũng tèm lem trong nhà có một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi Đầu tóc suối nùi Mặt mày nhăn nhíu Quần áo lang thang Đưa ngồi tại đầu dáng mà coi sắp nhỏ chơi Người ấy thấy vợ Hương Bộ Quỳnh đi ngang Thì lật đật đứng dậy bước ra cửa mà chào Vợ Hương Bộ Quỳnh dây lại nói với Cẩm Dân rằng Thằng này là thằng tá điền của cháu Nó làm một trăm công Cẩm Dân đứng lại ngó vô nhà Thì thấy trong nhà có cái bàn thờ Mà trên bàn trống trơn Không có chân đèn lục bình chi hết Chính giữa có lót một miếng dán dầu Bên tay mặt có để một cái chổng Còn bên tay trái thì có dăng một cái võng Gần đó thì lại có chất cày bừa lộn xộn Sắp nhỏ đứng dậy hết mà ngó cẩm dân Người đàn bà để cha đó lần lần đi vô nhà Vợ hương bộ quỷ chỉ cẩm dân Mà nói với người ta điền ấy rằng Dâu của chị Tổng đó đa Vợ chồng nó mới xuống hồi hôm Người ta điền bước ra sân chắp tay xá cẩm dân Và mời nàng vô nhà Cẩm dân cười và chỉ mấy đứa nhỏ mà nói rằng Con của chú đó phải không? Thưa phải Sao chú không bận áo bận quần tắm rửa sạch sẽ Để chúng nó ở trần truồng dơ dái dữ vậy? Thưa nghèo quá Vợ chồng tôi mất lo làm ăn Có ở không đâu mà săn sóc Mấy đứa nhỏ nghe hỏi tới chúng nó Đứa thì đi lại đứng bên cha Đứa thì chạy ra nắm áo mẹ Cẩm dân thò tay lấy tiền ra phá cho mỗi đứa một cắt bạc Đứa lớn đưa tay mà lấy Mặt mày vui cười Đứa nhỏ thì sợ nên rụt tay rút cổ Người mẹ suối sắp con rằng Cảm ơn cô đi con Sắp nhỏ cứ đứng lặng thinh Cẩm dân cười rồi từ mà đi Cẩm dân muốn đi nữa Ngặt vì trời nắng gắt Mà nàng quên đem dù nên phải đi về Hồi chiều hôm qua Mới xuống tới nhà cũ của cha mẹ chồng Thì nàng vui mừng lắm Bữa nay nàng đi chơi Nàng thấy bậy ăn ở của con nhà nghèo ở ruộng Thì nàng cảm xúc nên trong lòng rất bàng hoàng nàng nằm chèo queo gác tay lên trán mà suy nghĩ hoài đến trưa hương bộ Quĩnh với chánh tâm đi về hương bộ Quĩnh nói với chánh tâm rằng cháu thấy ruộng nương như vậy đó thiệt là thất chứ phải cậu nói thêm hay sao ruộng như vậy làm sao mà góp lúa cho đủ được chánh tâm châu mày mà đáp rằng cậu nói kỳ quá làm tá điền mai trúng mùa thì nhờ rủi thất mùa thì chịu chớ trúng mùa họ ăn rồi thất mùa họ bắt mình chịu hay sao Không được đâu Cậu phải ráng mà góp cho đủ Nếu cậu góp thiếu má tôi rầy chết đa Hương bộ Quỳnh ngồi buồn so Mới 4 giờ chiều mà ăn cơm nước đã xong hết rồi Chánh tâm rủ vợ đi ra ngoài ruộng chơi Hai vợ chồng thủng thẳng dắt nhau đi theo bờ qua ắt ếch Cẩm dân ngó lên phía đồng cây cách Thì đồng ruộng minh mông Chạy dài lên cho tới mé dòng an trường định Chỗ đất sâu lúa chưa trổ thì màu xanh lạc lìa chỗ lúa đương trổ thì coi màu xám xám còn mấy đám lúa sớm đã chín rồi nên màu coi vàng vàng cách xa xa thấy có một người đầu đội nón lá đi thăm ruộng về mình mẩy lấm lem ở đầu dòng có một đứa nhỏ ngồi trên lưng trâu hát nghe ráo rít cẩm dân ngắm cảnh động lòng nên nàng đứng buồn hiu chánh tâm ngó mặt vợ rồi nắm tay mà hỏi rằng sao em buồn dữ vậy thuở nay em không có xuống ruộng Em xuống đây từ hồi sớm mơ đến bây giờ em buồn quá Em có buồn thôi thì sáng mai mình về Không phải tại ruộng làm cho em buồn đâu Ở đây có các cảnh thanh tịnh Em ưa lắm chứ Vậy chứ em buồn giống gì Em buồn là vì em thấy con nhà nghèo Họ cực khổ Em thương quá Họ cũng là người như mình Mà mình ăn sung mặc sướng Nhà cao áo tốt Còn họ quần áo lang thang Nhà rách rách nát Em thấy bề ăn ở của họ Em chịu không được tại họ nghèo thì họ phải cực chứ bởi vậy nên em mới thương họ Chớ chi em giàu có lớn em cho họ tiền bạc đặng họ cất nhà cất cửa may áo quần tử tế hết thảy em mới vui trời ơi chính phủ kia làm cũng không được huống chi là mình em giàu đến bực nào em cũng không nuôi hết dân trong nước nổi nếu nuôi hết không nổi thì em nuôi nổi mấy người trong xóm trong làng của em từ nhỏ chí lớn anh có đi đến nhà mấy người ta điền anh chơi lần nào hay không có chứ Hồi sớm mơ em đi chơi với mợ hương bộ Em có ghé nhà một người tá điền của mình Em thấy hai vợ chồng người ấy ăn nói thiệt thà quá Mà vì nghèo khổ quần áo sách rưới Còn sắp con một bầy thì ở chuồng ở chân Thiệt em đứt ruột Người ta như vậy đó Rủi năm nay gặp thất mùa mà anh làm gắt Hễ gặt được bao nhiêu anh lấy hết Rồi vợ con người ta biết lấy chi mà ăn Chánh tầm đứng suy nghĩ một hồi Rồi vỗ vai vợ mà nói rằng Thôi Em đừng có buồn Để chừng tới mùa góp lúa Qua liệu mà xin với má chế giảm cho họ Cẩm dân đương buồn Mà nàng nghe chồng nói như vậy Thì nàng đổi buồn ra vui Liếc mắt ngó chồng rất hữu tình và đáp rằng Anh ở được như vậy thì em vui lắm Vợ chồng thơ thẩn ngoài đồng mà hướng gió Ngắm cảnh cho đến gần tối mới trở về Cẩm dân ý muốn ở dưới ruộng mà chơi Ngặt vì khi ra đi Mẹ chồng không mạnh giỏi Nên chơi có vài bữa rồi nàng thúc chồng về khi sửa soạn đồ đạc mà về cẩm Dân kêu thằng thu với thằng nhỏ giữ trâu mà cho mỗi đứa hai đồng bạc hai đứa nhỏ mừng quýnh vợ hung bộ quỉnh ngó trân trân rồi nói với hai đứa bé rằng nè để dành chứ đừng có xài bậy hết đa thằng thu cười và nói rằng để dành đặng mai quần áo mới ăn tết chứ dễ xài không hết tập ba còn tiếp